chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. MX105 độ tạo hình với cái chú với bột lùng sủ cái dày chân của Bidic siêu khủng. Cái bản độ MX105 mà mình muốn giới thiệu các bạn thuộc một cái chàng trai ở Rạch Giá. Anh ta đã chia ra số tiền là không hề nhỏ để nâng cấp lại tổng thể cái chiếc xích cưng của mình, từ cái phần đề pha đến cái dàn chân và nhiều món đồ chơi khác nữa có giá trị tiền hành, và quan trọng nhất là phong cách hạ lùng đến bất ngờ. Trước mắt các bạn là cái bộ kỳ đồng combo Shido giúp cho tư thế ngồi điều khiển chiếc xe thay đổi hoàn toàn. Tín hiệu đồ chơi này nghe có vẻ là lạ nhưng không vì thế mà nó không nổi tiếng. Ở cái xứ chùa vàng, rất nhiều cái dòng xe với những món đồ chơi của cái thương hiệu combo Shido này. Và góc này làm nên giá trị của chiếc xế, bao gồm các cặp tay Rainbow Bidic kết hợp cùng với bình dọc Rizoma hình quả trứng trong suốt cái màu vàng. Một bên đảm nhiệm cái chức năng ở phần trước, còn bên phải là người chủ đã áp dụng cái công nghệ lật con thế lực để chiếc xe có thể chắc con nhẹ nhàng đi mãi hơn. Thấy được ứng dụng cho mình cái bộ con dầu này, người chủ phải dùng thêm một cái bộ pen con của Rizoma để chuyển đổi. Chó đèn trước đã được tháo thay thế bằng bộ đó là một cái bộ đèn LED siêu sáng với 3 cụm đèn tách biệt, tạo như một cái khuôn mặt của một cái người mặt cười rất ấn tượng. Cái bộ phận dùng để treo cái 3 cái chiếc đèn được người chủ đặt làm bằng liệu nhôm CC. Bỏ đi cái phục upside down ở trước, người chủ trang bị một cái phục là AACS đến từ Đài Loan để đầu xe hạ lùng hết cỡ. Bên cạnh là cái đĩa của Gaffer kết hợp cùng theo dọc Rainbow Bridge đi kèm hai bên xứng, được trả cái phát CC để bắt vào cuộc trước dễ dàng hơn. Phần mỏ cài bên dưới lốc máy cũng được bao phủ bằng cái chất liệu là carbon bơ để tăng thêm độ thẩm mỹ. Cái dụng cho mình số kẻ đơn CC phiên bản đèn dành riêng cái dòng lọc phân khối lớn, cái dụng nên không cần chế cháo như cái dòng xe khác. Thông qua một cái lỗ trên phát CC, số kẻ có thể thay đổi tư thế chân sao cho phù hợp nhất với người chủ của nó. Còn đây là những công nghệ mà người chủ đã chia sẻ khi trang bị cho cái bánh sau với cái heo của Rainbow Bridge đi kèm hai cái đá xứng kết hợp cùng với đĩa Gaffer 220mm. Cái phần cáp sau cũng được kéo dài hơn để thay đổi cái trục cơ sở của xe. Bản mâm và chiếc xe này đang dùng được làm bằng cái liệu nhôm CC có mức giá thành cực cao, có nói là ngang ngửa một cái chiếc xác xe MX125 sin. Cái đầu ống xả Anubis được chế cái cổ ôm liền theo cái thân đuôi xe, nhìn rất là ngầu và chạy trong nước. Và chạy trong những nước ngập thì chắc chắn khó mà có thể tắt máy được. Bixit 110, bản độ chưa ai nghĩ đến với cái dàn nhạc giao hưởng gây chết người. Cái chiếc Bixit 110 là một trong những cái dòng xe tay ga thể hiện được cái sự thể thao mạnh mẽ của nhà Honda. Mẫu xe này rất được ưa chuộng ở Hà Lan, và các biker tại đây đã lột xác con chiến mã bằng những món đồ chơi kiển gác lên xe, dẫn chứng là cái chiếc Bixit 110 độ bên dưới. Cái được em nó còn là một cái chiếc Bixit 110 thể thao nữa, bởi nó được thuần hóa thành một cái con quái vật hầm hố bởi thiết kế ở dàn áo được tạo một ngoại hình toàn bộ, đem lại cái sự độc lạ cho người xem. Đi kèm đó là một loạt những món đồ chơi kiển gác lên xe, làm gia tăng thêm cái sự mạnh mẽ, hiệu năng hoạt động. Phần đầu đèn được thiết kế một ốp não là trải dài từ đầu đi xuống đến cái chó đèn, với cái sự góc cạnh hợp lý để đem lại cho người ngắm một cảm giác là mê hoặc. Chó đèn zin được tích hợp bằng cái cặp xenon cho ánh sáng là huyền bí khi về đêm. Như tiêu đề mình nhắc đến, hai yếm trước đã được độ lại với cái chỗ biến dạng được tích hợp cái lo để phát nhạc. Trên phần ki đông zin đã được thay thế bằng ki đông nhôm CC với cái độ sắc sảo là cực cao. Và điều thú vị là ki đông này có thể tăng chỉnh cái độ cao thấp phù hợp với tư thế lái của mỗi người. Do cấu tạo từ nhôm nên nó rất nhẹ. Toàn bộ dụng là ở gam màu xanh. Cụ thể thì bao tay Rizoma, tay thắng đồ chơi cũng một cái sắc màu đỏ. Chúng ta có thể thấy rõ ràng cái bảng điều khiển với nhiều chức năng thông qua những cái đấm chỉnh. Trên đó thấy được trang bị cổng sạc USB với cổng SD để phát nhạc. Trong yên xe cũng được trang bị cái lo với công suất lớn để việc truyền tải âm thanh đến mọi người trở nên dễ dàng hơn. Tất nhiên âm thanh sẽ hay hơn rất nhiều. Bao phủ bên ngoài với lớp kính là cường lực chống nước và va đập. Vài món đồ chơi kể đến ở góc trên. Đầu tiên là phục WS bình dầu rời cho cái độ nhúng êm ái hơn, cũng như tăng thêm độ cứng cáp cho xe.
Ống xả thương hiệu của Opel Racing Titan cho ra thứ âm thanh tê tái quy luật. Phía dưới ống xả là cái bộ chống đổ giúp cho hạn chế kẹt xước khi té ngã. Một con vũ bật với cái dàn giao hưởng gây chết người khi đi ngoài phố của những biker đến từ nước bạn. Cảm ơn bạn giờ này đã kết tiếp, nhớ like, subscribe.